Xin chào quý vị các bạn. Tôi là Hào, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà tân cũ nhà hiện đại mà chủ đầu tư là anh Sơn ở Yên Thịnh, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An. Nhưng trước khi tôi chia sẻ mẫu nhà này thì tôi xin phép nói qua kênh YouTube của chúng tôi là bạn chị vào YouTube chỉ cần đánh nhà đẹp Tân Á và nút tìm kiếm thì sẽ thấy các cái video về các cái mẫu nhà nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà hiện đại, nhà tân tân cổ điển, nhà phố, vân vân, kèm theo là các cái video chia sẻ các cái hạng mục thi công, các cái kinh nghiệm thi công để các bạn từ đó tham khảo và áp dụng cho việc xây dựng ngôi nhà của mình. Trở lại với ngôi nhà của anh Sơn ở Yên Thịnh, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An, thì ngôi nhà nổi bật với 2 tông màu trắng, 2 tông màu đó là màu trắng của các cái mảng tường và màu xanh của cái mái ngói, hệ cửa chính của và cửa sổ của ngôi nhà được bằng nhôm kính, được sơn màu nâu ghi nổi bật trên cả cái mảng tường màu trắng này, nhấn nhá giữa các cái cửa sổ, các cái mảng tường màu trắng đó là các cái mảng tường được ốp bằng gạch giả gỗ rất đẹp mắt. Nổi bật là cột vuông ở sảnh được ốp bằng gạch inox kết hợp một cái đường phao chỉ chim, và đầu có chân cột và đầu cột được khóa bằng cách ốp đá màu xanh và các cái chỉ nổi sơn trắng để phù hợp với cái màu của cái thân của ngôi nhà. Thì chúng tôi đã bố trí cho nó cái mái ngói phong theo phong cách Nhật màu xanh, và cuối cùng để ngôi nhà không bị khô cứng thì chúng tôi đã trồng các cái bồn hoa ở xung quanh ngôi nhà từ mặt trước đến mặt bên đều được trồng có hoa cây cây cảnh, ở tầng 2 ở ban công cũng đều được trồng các cái hoa và cây cảnh tạo cho ngôi nhà tràn đầy sức sống. Đấy. Về ban ngày thì ngôi nhà rất là sang trọng, lịch lãm. Vậy thì ban đêm nó như thế nào? Ban đêm thì chúng tôi cũng không quên bố trí các cái mắt đèn mắt trâu chạy theo viền mái và các cái đèn ở các cái mảng tường, đèn trang trí ở các cái mảng tường và các đầu cột, đèn led ở trần sảnh làm cho ngôi nhà về đêm sẽ rất là lung linh lộng lẫy huyền ạ, nhìn như một cung điện nguy nga tráng lệ. Bây giờ ta vào nội thất bên trong của ngôi nhà. Bề rộng của ngôi nhà là 8,36 m, được chia làm 3 nhịp, đó là nhịp thứ nhất 2,86 m, nhịp thứ hai 1,81 m, nhịp thứ ba 3,47 m. Chiều dài của những ngôi nhà nó được chia làm 4 nhịp, nhịp thứ nhất 5,11 m, và nhịp thứ hai 3,22 m, và nhịp thứ ba 4,62 m, và nhịp thứ tư 1,62 m. Bước qua sảnh vào cửa chính sẽ là phòng khách rộng 24,7 m2,
và phân giữa phòng khách với cầu thang sẽ là một hệ lõm gỗ. Hệ lõm gỗ này nó có chức năng là tạo sự cái thông thoáng và thẩm mỹ đẹp mắt cho phần phòng khách và cầu thang. Và đi vào thì phía bên phải là phòng bếp cộng với bếp bếp nấu ăn và bàn ăn rộng 33,5 m². Hướng của bếp nấu được đặt theo tuổi của anh Sơn. Và đây có đặt một cái phòng ngủ rộng 15,2 m². Cuối ngôi nhà vẫn là sân rửa, là sân rửa và nhà vệ sinh. Đấy. Bây giờ ta lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thì ở giữa vẫn là cầu thang và phòng sinh hoạt chung. Ở trước ngôi nhà có đặt một phòng thờ rộng 14,8 m². Nó được có cửa sổ bên mặt bên và hai cửa sổ ở đằng trước là tạo cái sự thông thoáng và lấy sáng lấy khí. Bàn thờ được đặt theo tuổi của anh Sơn. Giờ tầng 2 được bố trí hai phòng ngủ, một phòng rộng 15,2 m² và một phòng rộng 14,3 m². Ở cuối ngôi nhà vẫn là phía trái là nhà vệ sinh và bên phải là sân phơi. Bố trí ở trên đầu tầng 1 để tiện cho việc thoát thải và thoát nước vệ sinh. Và đây là ban công rộng chung để trồng cây cảnh hoa, và ở đây có bố trí cái bàn uống nước để mọi người có thể quây quần ở phía ngoài trời. Về cách bố trí công năng là rất hài hòa, tiết kiệm, khoa học nhất có thể. Với cái hình khối bên ngoài rất sắc nét, hài hòa màu sắc, cách phối màu sắc rất nhịp nhàng. Từ mặt bên đến mặt trước đấy, rất đẹp và nổi bật. Vừa rồi tôi vừa trình bày ngôi nhà của anh Sơn ở Yên Thịnh, Nghi Xuân, Nghi Lộc. Các bạn thấy thú vị thì vào trang Nhà Đẹp Tân Á và ấn đăng ký và ấn nút chuông để không bỏ lỡ cái video nào. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.